Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lang Bun Channel. Chủ đề hôm nay sẽ là chủ đề giải trí. Và chủ đề giải trí hôm nay mang tên là tập đánh tiếng Việt theo kiểu Telex. Tại sao chúng ta phải nhắn tin tiếng Việt có dấu? Cái thứ nhất, khi chúng ta nhắn tin không có dấu, thể hiện chúng ta là một người bất lịch sự, đặc biệt là khi chúng ta nhắn tin cho người lớn. Thứ hai là khi chúng ta nhắn tin không có dấu sẽ rất là khó đọc, đôi khi người ta cũng sẽ hiểu sai ý của chúng ta. Có hai cách gõ tiếng Việt, kiểu thứ nhất là kiểu Veni, kiểu thứ hai là kiểu Telex. Mình quen xài kiểu Telex. Kiểu gõ Telex hay còn được gọi là kiểu gõ điện tín đã xuất hiện cách đây 100 năm. Khi Pháp qua Việt Nam đã mang theo máy điện tín để gửi tin, nhưng tin ngày xưa rất khó đọc do mẫu tự của Pháp không có dấu. Vì thế nên Việt Nam đã suy nghĩ ra, đã chế tạo ra kiểu chữ Telex. Trong kiểu gõ Telex, chúng ta đánh chữ đầu đầu thì sẽ bằng chữ đờ, chữ e thì sẽ bằng chữ e, chữ o thì sẽ bằng chữ o, chữ ow thì sẽ bằng chữ o, chữ uw thì sẽ bằng chữ u, chữ aa thì sẽ bằng chữ ớ, chữ aw thì sẽ bằng chữ á. Trong kiểu gõ Telex, chúng ta đánh chữ giờ giờ bằng chữ đờ, chữ e thành chữ e, chữ o bằng chữ o, chữ ow bằng chữ o, chữ uw thì sẽ bằng chữ u, chữ a bằng chữ ớ, chữ aw bằng chữ á. Đối với dấu, muốn đánh dấu sắc thì chúng ta sẽ đánh chữ s, dấu huyền thì chúng ta sẽ đánh chữ f, dấu ngã thì chữ sờ xe, dấu nặng thì chữ g. Chúng ta có thể để ở sau chữ còn đánh hoặc là sau từ. Mình thật hạnh phúc khi đánh được tiếng Việt có dấu. Mình phải mất 3 ngày để học đánh này. Mình có thể nhắn tin qua điện thoại nè, mình có thể search các thông tin trên iPad của mình, hoặc là mình có thể viết lại những kỷ niệm của mình trên máy tính bằng tiếng Việt. Video tới đây là hết. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ like, share và subscribe cho mình nhé. Nhớ like Lang Bun Channel.